Ông Zelensky bày mưu tính kế lật đổ Tổng thống Putin. Tướng Ukraine bái phục Nga vì đánh quá điêu luyện. Quân Ukraine tháo chạy trước khi 350.000 quân Nga ập đến. F-16 khó sống ở Ukraine, nguy cơ biến thành đồ chơi cho Nga tập bắn. Ông Trump kêu gọi Tổng thống Biden cùng đi kiểm tra nhận thức Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là các tin tức cập nhật nóng về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Tờ báo Komsomolskaya Pravda của Nga đưa tin, sau thời gian dài căng thẳng về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện tại đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng chính nhà lãnh đạo ukraine cũng không tin rằng kiev có thể giành được chiến thắng quân sự trước nga hay sẽ có thể chiến đấu ngang bằng với moscow điều này trở nên rõ ràng sau khi thủ tướng hungary viktor orbán tiết lộ những toan tính chiến lược của zelensky sau chuyến thăm kiev tổng thống hungary viktor orbán tiết lộ sau khi trực tiếp nói chuyện với ông zelensky vì đương kim tổng thống ukraine tin tưởng rằng và giữa năm tới ông ấy và đội điệp phiên ngầm ở kiev sẽ thực hiện một phi vụ chấn động phá hoại an ninh nội bộ của nga khiến tình hình chính trị ở Nga rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ông Zelensky tin rằng các mật vụ Ukraine sẽ thâm nhập thành công vào nội bộ Nga và tạo ra đảo chính ở Điện Kremlin để lật đổ Tổng thống Putin. Tổng thống Ukraine thừa nhận, nếu không thể thắng Putin trên chiến trường, tôi sẽ hạ đo ván ông ấy theo cách của mình. Về phần mình, sau khi nghe những chia sẻ của ông Zelensky, Tổng thống Obama nhận định, đó là một ý tưởng điên rồ. Phương Tây đã có ý định dùng chiêu bài thiên Nga đen tạo ra đảo chính lật đổ ông Putin từ năm 2004. Hiện nay là năm 2024, đã 20 năm trôi qua, phương Tây vẫn không có cách nào để điền Kremlin đổi chủ. Nhà lãnh đạo Hungary đánh giá tổng thống Zelensky bị ám ảnh bởi chiến thắng tới nỗi sinh ra những ảo tưởng không đáng có. Những ảo tưởng đó có thể gây hại cho chính sinh mạng của Zelensky. Mới đây Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này chiếm được Chigari, một khu định cư nhỏ nằm ngay phía tây bắc thị trấn Goloka, thuộc Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng. Khu định cư này vốn đã trở thành đống đổ nát sau nhiều năm giao tranh ở Donbass thuộc Ukraine trước đây, đã được lực lượng Kiev sử dụng làm một trong những điểm tập trung để tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa bừa bãi vào Koloka. Giao tranh tích cực tiếp tục diễn ra ở làng New York, nằm ở phía tây thị trấn. Các lực lượng Nga được cho là đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine trong khu vực, tiến vào ngôi làng từ phía nam và giành quyền kiểm soát một phần ngôi làng. Trục vẫn là một trong những điểm nóng nhất trên toàn chiến tuyến khi lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía Tây sau khi chiếm được thị trấn trọng điểm vào giữa tháng 2. Trong tuần qua, quân đội đã mở rộng vùng kiểm soát xung quanh thị trấn Ocheretino, nơi từng là trung tâm hậu cần chính cho lực lượng Ukraine. Ngày 10 tháng 7, quân đội quốc phòng tuyên bố giải phóng Jasno Brodoka, một ngôi làng nhỏ nằm bên bờ hồ chứa sông Vodja. Vùng nước cũng như hồ chứa Kaslovskoye nằm ngay phía nam của nó là những trở ngại lớn cho bước tiến của quân Nga. Bên cạnh đó, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái Kamikaze nhằm vào khu phức hợp công nghiệp quân sự của Ukraine như nhà máy quân sự Atium ở Kiev, nhà máy Yuzmas ở Donetsk, một nhà máy ở rih cũng như một số cơ sở khác nằm trong số các mục tiêu. Đoạn phim lan truyền trên mạng cho thấy thời điểm xảy ra cuộc tấn công vào Yuzmas với nhiều máy bay không người lái và tên lửa cảm từ Jordan 2 tấn công địa điểm. Một đoạn video khác được quay ở Kiev cho thấy ít nhất 6 tên lửa hành trình KH-101 tấn công nhà máy Atrium, gây ra những vụ nổ mạnh mẽ và một đám khói bụi khổng lồ được nhìn thấy tại địa điểm này. Những cuộc tấn công gần đây nhằm vào các mục tiêu tại thủ đô Kiev của Ukraine được thực hiện nhờ vào việc lực lượng vũ trang Nga đã vượt qua các hệ thống phòng không một cách khéo léo. Quan điểm này được đưa ra bởi cựu phó tư lệnh đơn vị tác chiến đặc biệt của lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời là cựu phó thư ký hội đồng an ninh ukraine tướng sergei krivonov tướng krivonov thừa nhận họ chuẩn bị rất kỹ càng bằng cách nào cái gì và ở đâu họ tính toán tổng số loạt đạn phòng không của chúng tôi chúng tôi có thể bắn bao nhiêu một lần và họ đã làm hết sức để đánh lạc hướng ngoài ra họ sẵn sàng tung thêm một cú đánh bồi nữa để đạt được mục tiêu đề ra vị tướng này cũng cho rằng chính quyền ukraine nên tận dụng từng xu viện trợ để phòng thủ để thực trạng nói trên không xảy ra thêm một lần nào nữa kênh Military Summary đưa tin, theo báo cáo, Moscow đang lên kế hoạch huy động vào mùa thu để thay quân cho 200.000 binh sĩ Nga nghỉ phép và chuyển 150.000 quân khác vào lực lượng dự bị. Điều này có nghĩa là họ sẽ phải huy động khoảng 350.000 người. Tại Lipsy, thêm quả siêu bom FAB-3000 khác đã được thả xuống căn cứ điều khiển máy bay không người lái FPV của Ukraine. Độ chính xác dường như đã được Nga giải quyết. Trên hướng Kupiansk, lực lượng Moscow lại phá hủy cầu phao ở Sedove để cản trở hoạt động hậu cần của Ukraine. Avdivka vẫn là mặt trận nóng bỏng nhất. Các video định vị địa lý cho thấy quân đội Nga đã tiến về phía bắc Novoseloka Presa. Một blogger quân sự khác khẳng định rằng Nga đã chiếm được trường học ở phía bắc ngôi làng. Do tình hình chiến thuật bất lợi, quân đội Ukraine đang từ bỏ vị trí của mình, tháo chạy về tuyến sau ở Urozhiner, lực lượng Moscow đã chiếm được trung tâm ngôi làng, như được thể hiện trong đoàn video được định vị địa lý về cảnh lá cờ Nga được kéo lên. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng đổ bộ đường không nước này đã phá hủy một trạm tác chiến điện tử của Ukraine ở hướng ngạn sông Nhép, vùng Kherson. Các đơn vị trinh sát trên không đã sử dụng máy bay không người lái Zala và phát hiện một vật thể phát ra sóng vô tuyến mạnh, được xác định là một trạm tác chiến điện tử của Ukraine Máy bay không người lái sau đó phóng hỏa lực về phía mục tiêu và ghi lại hình ảnh trạm tác chiến điện tử của Ukraine bị phá hủy. Bộ này cho biết thêm các đơn vị trinh sát đã theo dõi nhiều mục tiêu khác nhau bằng máy bay không người lái Zala suốt ngày đêm. Các mục tiêu bao gồm xe bọc thép hạng nhẹ, xe tăng và pháo tự hành của đối phương. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, Kiev sẽ có thể phản công, nhưng động thái này còn tùy thuộc vào tiến độ của dòng viện trợ phương Tây, các quan chức phương Tây và Mỹ ước tính lực lượng Kiev sẽ tiếp tục ở thế phòng thủ trong 6 tháng tới và sẽ không thể tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn cho đến năm 2025. Tuy nhiên, các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý, lực lượng Kiev đang cố gắng giành thế chủ động chiến thuật, tiến hành các cuộc phản công hạn chế trên một số khu vực nhất định của mặt trận. Họ sẽ có thể hành động ngay cả khi đang thất thế, tùy thuộc vào dòng viện trợ của phương Tây. New York Times hôm 11 tháng 7 đưa tin, một quan chức cấp cao của NATO cho biết Kiev sẽ phải chờ thêm hỗ trợ an ninh của phương Tây và triển khai thêm lực lượng ra mặt trận trước khi tiến hành các hoạt động phản công. Kiev dường như sẽ không thể tiến hành các hoạt động đó cho đến năm 2025. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, lực lượng Kiev sẽ tiếp tục ở thế phòng thủ trong 6 tháng tới, cho đến tháng 1 năm 2025, và lực lượng Moscow khó có thể đạt được những thắng lợi đáng kể trong thời gian đó. Viện Nghiên cứu Chiến tranh tiếp tục đánh giá rằng quân đội Nga khó có thể đạt được những thành công đáng kể về mặt hoạt động và lý thuyết thắng lợi do nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đưa ra nhằm mục đích hướng tới bước phát triển dần dần và nhất quán của quân đội Nga thay vì đột kích thọc sâu thần tốc. Hôm 12 tháng 5, sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới bang Utah của Mỹ để tiếp tục kêu gọi viện trợ quân sự để đối phó Nga. Trên mạng xã hội X, ông Zelensky đăng tải hình ảnh ông tham gia một cuộc họp với các thống đốc Mỹ ở thành phố Charlotte, bang Utah. Đây là cuộc họp mùa hè của Hiệp hội các thống đốc quốc gia NGA. Trước các thống đốc Mỹ, ông Zelensky tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ từ Washington. Ông Zelensky khẳng định: "Chúng tôi không yêu cầu binh sĩ của các ông trực tiếp có mặt. Điều duy nhất chúng tôi mong muốn là sự hỗ trợ đầy đủ các hệ thống phòng không cho thành phố của chúng tôi." vũ khí cho nam nữ chiến sĩ của chúng tôi trên mặt trận, sự hỗ trợ dành cho nỗ lực bảo vệ cuộc sống bình thường cũng như việc tái thiết. Mỹ là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022, thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng chưa có kế hoạch đưa lính trực tiếp đến Ukraine. Máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây cam kết cung cấp sắp được đưa tới Ukraine và dự kiến bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu vào cuối mùa hè này. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định những chiếc F-16 đó vẫn chưa đủ để tạo sự khác biệt trên chiến trường. Ông Zelensky cũng so sánh vấn đề với tiêm kích phương Tây với những gì mà xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất đã gặp phải ở Ukraine vào mùa thu năm 2023. Tại một sự kiện ở Viện Reagan, người dẫn chương trình Fox News, Brett Bayer đặt câu hỏi Liệu 31 chiếc Abrams mà Ukraine nhận được cho cuộc phản công có tạo ra sự khác biệt hay không? Ông Zelensky phát biểu rằng, tôi không chắc số lượng xe tăng như vậy có thể thay đổi tình hình trên chiến trường. Phát biểu tại Washington DC ngày 10 tháng 7 khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Zelensky tuyên bố, nó cũng giống như cuộc đối thoại với F-16. Theo một cách nào đó, tính hữu ích phụ thuộc vào con số và thời gian. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, vấn đề với F-16 là số lượng và thời điểm, ngay cả khi Ukraine đã nhận được hết các máy bay F16 mà phương Tây hứa hẹn cung cấp cho họ thì vẫn còn vấn đề lớn nữa cho Ukraine, như tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận, đó là số lượng F16 này quá nhỏ bé so với lượng lớn máy bay Nga đang triển khai trong xung đột Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết do số lượng nhỏ bé nên những chiếc máy bay F16 sẽ không tạo được nhiều khác biệt trên chiến trường. Cụ thể theo ông Zelensky ngay cả khi Ukraine sở hữu 50 chiếc tiêm kích F-16, thì con số cũng không là gì cả vì Nga có tới 300 máy bay chiến đấu. Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine phải cần tới 128 chiếc F-16 vì nước này là bên phòng ngự. Ông Zelensky cũng lo ngại số lượng F-16 sắp tới và thời gian bàn giao tiêm kích này có thể khiến chúng rơi vào hoàn cảnh tương tự như xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp trên chiến trường Ukraine vào mùa thu năm ngoái. Nhà báo của tạp chí National Interest của Mỹ Harrison Kass cảnh báo, máy bay chiến đấu F-16 dự kiến được chuyển giao cho quân đội Ukraine sẽ không thể tồn tại trong không phận do Nga kiểm soát. Theo đó, những chiếc máy bay F-16 quá đặc trưng nên rất dễ bị phát hiện. Ngoài ra như nhà báo Kass đã lưu ý, máy bay F-16 chuyển giao thuộc thế hệ cũ nên khó có thể sống sót trước quân đội có năng lực phòng không và không quân vượt trội như Nga. Ông Harrison Scott kết luận, F-16 sẽ không phải là cây đũa thần đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tờ Strana.ua dẫn lời phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Igor Zhokov đăng tải, Bỉ sẽ chuyển 30 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vào năm 2028. Ông Igor Zhokov nhấn mạnh rằng, Kyiv coi những thông tin như vậy là không thể chấp nhận được. Thật không may, ở một số quốc gia, lịch giao hàng khá dài. Trước đó, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi các nước phương Tây chuyển giao 128 máy bay như vậy cho Kyiv, Lưu ý rằng số lượng này bằng với tổng số lượng mà các quốc gia phương Tây sở hữu. Các cơ quan an ninh Nga hôm 12 tháng 7 đã bắt giữ một đối tượng nghi làm gián điệp cung cấp thông tin bán đảo đơm cho tình báo Ukraine. Hãng thông tấn TASS đưa tin, đối tượng bị cơ quan an ninh liên bang Nga FSB bắt giữ lần này là một công dân Ukraine sinh năm 1982, tham gia vào việc hợp tác bí mật với cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DIU. Thông cáo của FSB cho biết, đối tượng trên đã chuyển thông tin về những vị trí đóng quân thường trực của binh sĩ Nga trong địa phần bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol. Một cuộc điều tra hình sự nhằm vào đối tượng này đang được tiến hành. Theo TASS, FSB thời gian gần đây đã đẩy mạnh hoạt động vô hiệu hóa nhiều nhóm gián điệp, được cho là hoạt động dưới sự chỉ đạo từ các cơ quan mật vụ Ukraine. Đầu tháng trước, FSB tuyên bố bắt giữ 5 đối tượng hợp tác với tình báo Kiev để lên kế hoạch cho nhiều hành động phá hoại và ít nhất là một vụ ám sát. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, ông Oleksandr Kamysin cho biết, Kyiv đang trên đà sản xuất nhiều hơn đáng kể các máy bay tấn công không người lái FPV vào cuối năm nay so với mục tiêu ban đầu. Trong một cuộc phỏng vấn với Business Insider bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington DC, ông Kamysin cho biết máy bay tấn công không người lái FPV chiếm một phần đáng kể trong bối cảnh xung đột đang leo thang hiện nay. Ông gọi FPV là máy bay không người lái cối và máy bay không người lái pháo binh để ám chỉ đến tiềm năng gây nổ của chúng, tương tự như những vũ khí tấn công tầm xa khác. Theo ông Kamisin, trong khoảng 1 triệu FPV sẽ ra đời vào năm 2025, có hơn 10.000 máy bay tấn công tầm trung có khả năng bay hàng trăm km và hơn 1.000 máy bay tầm xa có khả năng tiếp cận mục tiêu cách bệ phóng 1.000 km. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, máy bay không người lái FPV đã được sử dụng rất nhiều trong chiến đấu, Cả hai bên đều nỗ lực phát huy tối đa khả năng tấn công của những vũ khí giá rẻ này bằng cách buộc thuốc nổ vào chúng và sử dụng chúng để tấn công đối phương, từ xe bọc thép đến binh lính trong chiến hào. Ukraine có một cánh cửa rất hẹp để xoay chuyển động lực của cuộc chiến theo hướng có lợi cho mình. Ngay cả khi đó, người Nga vẫn đang nắm giữ phần lớn quân bài. Viết trên tờ National Interest, tác giả Daniel Davis viết, Ông đã cảnh báo ngay từ đầu rằng không có con đường nào, dù có nguồn lực tốt đến đâu, để Ukraine có thể gây ra một thất bại quân sự hoàn toàn đối với Nga trong tương lai gần. Nga quá lớn, quá có nguồn lực và quân số tốt để Ukraine có thể đánh bại. Theo tác giả, Nga là một gã khổng lồ có nhiều điểm mạnh, nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, một số đồng minh quan trọng có thể cung cấp vật liệu chiến tranh, một cơ sở công nghiệp quân sự lớn và đang mở rộng, và số lượng nam giới trong độ tuổi quân sự nhiều hơn gấp 3 lần so với Ukraine về mặt lịch sử nga đã chịu tỷ lệ thương vong khủng khiếp trong nhiều cuộc chiến tranh và vẫn duy trì sự ủng hộ hoặc chấp thuận của công chúng nếu so sánh về nguồn lực và sự ủng hộ của công chúng tác giả cho rằng ukraine có những hạn chế nghiêm trọng về nguồn lực cung cấp tài nguyên thiên nhiên và chỉ bằng một phần nhỏ năng lực sản xuất nội địa của nga nếu không có sự hỗ trợ ngoại giao và vật chất to lớn và bền vững từ phần còn lại của thế giới Ukraine không thể tiến hành một cuộc chiến tiêu hao lâu dài, ngay cả với sự hỗ trợ từ bên ngoài đó, Kiev có thể không thể giành chiến thắng vì điểm yếu quan trọng nhất nhân lực. Theo đó, nhân lực quân sự không chỉ đơn giản là một quốc gia có thể có bao nhiêu người mặc quân phục, mà còn có nghĩa là có bao nhiêu chuyên gia được đào tạo có thể huy động vào các đơn vị chiến đấu có tổ chức và hiệu quả. Tuy nhiên, Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng các tân binh và những người họ nhận được đều không được đào tạo bài bản. Ở phía thứ hai, sự ủng hộ dành cho Zelensky giảm sút nhanh chóng cả ở trong nước và cả phương Tây. Viện trợ quốc tế dù được đổ vào gần đây đang hết dần trước chiến lược tiêu hao của Nga. Tác giả cho biết cánh cửa cơ hội để Kiev lật ngược tình thế đang nhanh chóng đóng lại. Những hành động táo bạo, quyết đoán và cần thiết nếu Ukraine nào có cơ hội đạt được thành công. Song theo tác giả, một chiến thắng quân sự hoàn toàn dành cho Kiev hiện đang gần như bằng không so với bất kỳ nỗ lực nào của con người. Nga có quá nhiều quyền lực và một con át chủ bài hạt nhân không thể vượt qua được trong hoàn cảnh hiện tại. Tác giả nhắc lại, Tổng thống Nga Putin đưa ra những yêu cầu tối thiểu của mình hôm 14 tháng 6 khi tuyên bố rằng để chấm dứt chiến tranh, Ukraine phải giao nộp 4 tỉnh đã sắp nhập với Nga năm 2022, rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ đó và áp dụng tình trạng trung lập không liên kết phi hạt nhân. Zelensky coi danh sách yêu cầu này là tối hậu thư đầu hàng. Tác giả đặt câu hỏi, vậy làm thế nào Ukraine có thể tránh được kết quả không mong muốn này và Zelensky có thể tạo ra điều gì với sự mất cân bằng lực lượng hiện tại? Tác giả cho rằng, nếu không có những thay đổi lớn trong mục tiêu chiến tranh của phương Tây và Ukraine, tối hậu thư của Putin có khả năng được thông qua rất cao. Hy vọng thực tế nhất của Ukraine là tìm cách giữ lại tất cả các vùng lãnh thổ mà nước này hiện có, không nhượng lại thêm bất kỳ vùng lãnh thổ nào và đàm phán để chấm dứt chiến sự. Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng có thể đã quá muộn để mong đợi kết quả hạn chế đó. Theo tác giả, nếu Ukraine không tăng cường ổ ạt các mục tiêu huy động và NATO cung cấp nhiều hơn những gì họ đưa ra hiện nay, thì ngay cả mục tiêu hạn chế này cũng có rất ít cơ hội thành công trong trường hợp đó ukraine sẽ được hưởng lợi tốt hơn nhiều nếu thay đổi mục tiêu của mình điều này sẽ đòi hỏi một chính sách mà ít người phương tây và không ai trong chính quyền của zelensky muốn xem xét ngừng bắn ngay lập tức theo những gì thủ tướng hungary viktor orbán đã đề xuất và một giải pháp thường lượng theo các điều khoản tốt nhất có thể NATO chỉ muốn tìm kiếm một chiến thắng cho Ukraine và một tổn thất cho Nga. Tuy nhiên, phân tích tỉnh táo cho thấy đây là kết quả không thể đạt được ở hiện tại hoặc trong tương lai. Nếu phương Tây không chịu chấp nhận thực tế, kết quả có thể xảy ra nhất đối với Ukraine là một thất bại quân sự, thậm chí có thể bao gồm việc mất Odessa và Kharkov và nhiều lãnh thổ hơn cả tối hậu thư vào tháng 6 năm 2024 của Putin. Đó là một lựa chọn khủng khiếp, nhưng vào thời điểm này, tốt hơn hết là cả Ukraine và châu Âu nên tìm kiếm một giải pháp thương lượng khó chấp nhận nhưng có thể đạt được, thay vì phớt lờ thực tế và cuối cùng phải chịu một thất bại quân sự quyết định. Điện Kremlin phủ nhận thông tin cho rằng Nga âm mưu ám sát ông Amin Papeger, giám đốc điều hành hãng sản xuất vũ khí Remento của Đức. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12 tháng 7 bình luận về cáo buộc cho rằng Nga đứng sau âm mưu ám sát lãnh đạo hãng vũ khí Remanto của Đức chúng tôi rất khó bình luận về những tin tức của nhiều cơ quan truyền thông khác nhau mà không chứa bất kỳ lập luận nghiêm túc nào và dựa trên một số nguồn ẩn danh, ông Peskov khẳng định đó là tin tức giả. Trước đó, CNN dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng Nga có âm mưu ám sát các lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng của những nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Một trong những kế hoạch đó là loại bỏ giám đốc điều hành của nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall Đức, ông Armin Papeger, 61 tuổi. Tuy nhiên, tình báo Mỹ phát hiện ra kế hoạch này và thông báo cho phía Đức. Ông Pabaker sau đó đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Bản thân công ty Ramento không bình luận, nhưng các báo cáo về âm mưu ám sát đã gây xôn xao dư luận ở Berlin. Một số chính trị gia kêu gọi phản ứng cứng rắn nếu tin tức này được chứng minh là đúng. Các lực lượng NATO vừa qua đã chặn tàu hải quân và máy bay quân sự của Nga gần vùng biển và không phận của khối quân sự này giữa lúc lãnh đạo NATO họp thượng đỉnh tại Mỹ vào tháng 7 năm 2024. Thông báo văn tắt của Không quân Đức cho biết, máy bay tiêm kích đa nhiệm Eurofighter Typhoon trong lúc tuần tra trên bầu trời khối quân sự NATO đã phát hiện hai máy bay phản lực MiG-29 của Nga ngoài khơi Latvia, thành viên Ban Tích thuộc NATO. Theo Không quân Đức, bộ đôi tiêm kích Nga nói trên đang bay trong không phận quốc tế trên biển Baltic mà không có kế hoạch bay như vậy hoặc không liên lạc với kiểm soát không lưu dân sự. Các nhà nghiên cứu nguồn mở tuyên bố trên mạng X trước đây là Twitter rằng hình ảnh đi kèm thông báo trên cho thấy hai chiếc MiG-29KR với số series xác định chúng thuộc đơn vị không quân của Hải quân Nga, đóng tại căn cứ hạm đội phương Bắc ở Severomorsk. Trong khi đó, phát ngôn viên Điền Kremlin Dmitry Peskov vào ngày 11 tháng 7 đáp trả bằng cách mô tả NATO là một liên minh được tạo ra trong kỷ nguyên đối đầu nhằm duy trì thế đối đầu. Ông Peskov nhấn mạnh rằng Liên minh này hoàn thành chức năng của mình, căng thẳng đang leo thang trên lục địa châu Âu. Trong diễn biến nóng khác theo đài RT của Nga, hôm 12 tháng 7, khi các phóng viên hỏi Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc ông có còn khả năng đối phó với Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vài năm nữa hay không, ông Biden trả lời, tôi đã sẵn sàng giải quyết với họ ngay bây giờ, ông chủ nhà trắng lưu ý rằng ông vẫn duy trì liên lạc với ông tập tuy nhiên khi đề cập đến nhà lãnh đạo nga ông biden cho biết ông không có lý do chính đáng để nói chuyện với ông putin vào lúc này tuy nhiên tổng thống biden sau đó cho biết ông sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo nào muốn nói chuyện bao gồm cả ông putin ông biden kể lại rằng lần gần nhất hai người trò chuyện trực tiếp là thảo luận về một thỏa thuận kiểm soát vũ khí liên quan đến vũ khí hạt nhân trong không gian Cuộc điện đàm gần đây nhất giữa ông Biden và người đồng cấp Putin diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2022, vài tuần trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, khiến quan hệ song phương giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ chiến tranh lạnh. Truyền thông Palestine cho biết trong ngày 13 tháng 7, quân đội Israel đã tiến hành hơn 70 cuộc không kích vào hàng loạt khu dân cư và trại tị nạn trên khắp giải Gaza, cướp đi mạng sống của ít nhất 60 dân thường và khiến hàng trăm người khác bị thương. Theo truyền thông và nguồn tin y tế Palestine, cuộc không kích đẫm máu nhất là vào trại tị nạn Khan Yunis ở phía nam giải Gaza hồi trưa nay, khiến ít nhất 32 người chết và hơn 100 người khác bị thương. Hầu hết thương vong là dân thường, trong đó chủ yếu là trẻ em và phụ nữ. Ngoài Khan Yunis, không quân Israel cũng oanh tạc hàng loạt mục tiêu khác ở các thành phố Gaza, Rafah, khiến ít nhất 30 dân thường thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Theo giới phân tích khu vực, việc đẩy mạnh các cuộc không kích vào Gaza nằm trong tính toán của chính phủ Israel về tăng cường gây áp lực quân sự tối đa lên lực lượng Hamas, nhằm giành lợi thế trong các cuộc đàm phán ngừng bắn vừa được khởi động trở lại tại Doha, Qatar và Cairo, Ai Cập. Tuy nhiên, nhiều quan chức Israel cũng như phương Tây lo ngại biện pháp này có thể phản tác dụng, khiến đàm phán lâm vào bế tắc và đổ vỡ như hàng loạt vòng thương lượng được xúc tiến dưới sự bảo trợ của Mỹ, Ai Cập và Qatar trong hơn 8 tháng qua. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 đang được Mỹ phát triển theo chương trình chiếm ưu thế trên không để thay thế cho F-22 Raptor, tuy nhiên dự án mới này tới nay chưa đạt được bước tiến đáng kể nào. Mỹ đã khởi động chương trình thống lĩnh không quân thế hệ tiếp theo NGAD, dự án nhằm phát triển chiến đấu cơ thay thế cho F-22 Raptor từ hàng thập niên trước. Tuy vậy, cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một ứng cử viên nào thành hình xuất hiện. Tướng Kenneth Winsbach của không quân Mỹ cho biết, Thành thật mà nói, hiện tại chưa có phương án thay thế cho máy bay F-22 Raptor. F-22 là một máy bay tuyệt vời. Dù chúng tôi đã lên kế hoạch để phát triển máy bay thay thế cho F-22, tuy nhiên vẫn chưa có ứng cử viên sáng giá nào. Khi được hỏi liệu NGAD có phải là sự thay thế cho F-22 hay không, tướng Wiesbach từ chối trả lời. Tương lai của chương trình máy bay chiến đấu có người lái NGAD ngày càng trở nên mù mờ khi mà giá dự kiến đang vào 250 triệu đô la Mỹ một chiếc. Tướng Wisbeck cho biết, ông hy vọng các nguyên mẫu máy bay NGAD sẽ được hoàn thiện trong năm nay. Boeing và Lockheed Martin đang chạy đua để giành được hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ. Tuy vậy, cho đến khi chiến đấu cơ của dự án NGAD được hình thành, thì F-22 Raptor vẫn là dòng tiêm kích mạnh nhất của Mỹ. Khoảng một giờ sau khi cất cánh từ căn cứ lực lượng không gian Vandenberg ở bang California, Mỹ, vào tối 11 tháng 7 theo giờ địa phương, Động cơ tầng 2 của tên lửa Falcon 9 đã không thể khởi động và theo đó buộc phải phóng 20 vệ tinh Starlink và quỹ đạo thấp hơn nhiều so với kế hoạch. Điều này sẽ khiến các vệ tinh rơi trở lại bầu khí quyển trái đất và bốc cháy. Trong một bài đăng sau đó trên mạng xã hội X, ông Elon Musk, giám đốc điều hành SpaceX giải thích rằng, nỗ lực tái khởi động động cơ trong không gian đã dẫn đến hiện tượng rút động cơ vì những lý do hiện chưa rõ. Trong báo cáo ban đầu, SpaceX cho biết sự cố ở tầng 2 tên lửa Falcon 9 xảy ra sau khi các kỹ sư phát hiện do dỉ oxy lỏng, nhiên liệu tạo ra lực đẩy. SpaceX cho biết độ cao các vệ tinh quá thấp, đến mức lực hấp dẫn của trái đất kéo chúng xuống 5 km gần hơn về phía bầu khí quyển. Những vệ tinh này sẽ tái nhập bầu khí quyển của trái đất và biến mất hoàn toàn. Theo khẳng định của SpaceX, các vệ tinh gặp sự cố không gây ra mối đe dọa nào đối với người dân. Công ty không dự báo thời điểm những vệ tinh này sẽ rơi trở lại trái đất, nhưng cho biết chúng sẽ xuất hiện dưới dạng những vệt sáng trên bầu trời, điều mà ông Elon Musk bình luận rằng sẽ trông giống như hiện tượng sao băng. Falcon 9 sẽ bị đình chỉ bay cho đến khi SpaceX hoàn tất điều tra nguyên nhân sự cố, sửa chữa tên lửa và nhận được sự chấp thuận của FAA. Quá trình này có thể mất vài tuần hoặc vài tháng, tùy thuộc mức độ phức tạp của sự cố và kế hoạch khắc phục của SpaceX. Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trước đám đông tại sự kiện vận động tranh cử rằng: "Tôi đang tranh cử và chúng ta sẽ giành chiến thắng. Ông hô vang, các bạn đừng bỏ cuộc." Ông Biden khẳng định: "Tôi là người được đề cử và tôi chẳng đi đâu cả." Ông Biden phát biểu và thể hiện sự hài hước, hy vọng rằng tuổi tác sẽ mang lại một chút khôn ngoan. "Đây là những gì tôi biết. Tôi biết cách nói sự thật. Tôi biết đúng sai và tôi biết người Mỹ muốn có một tổng thống chứ không phải một nhà độc tài." Tổng thống Biden cũng vạch ra những gì ông dự định làm trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, bao gồm hệ thống hóa quyền phá thai, ký đạo luật quyền bầu cử John Lewis, chấm dứt nước y tế, tăng mức lương tối thiểu và cấm vũ khí tấn công. Những thay đổi sâu rộng này sẽ khó khăn hoặc không thể thực hiện được nếu không có đa số đảng dân chủ ở cả hai viện của quốc hội. Trong khi các nhà lãnh đạo công đoàn và tôn giáo tham dự sự kiện vận động ở Detroit, thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer và các thượng nghị sĩ đảng dân chủ Debbie Stabenow và Gary Peters lại không tham dự. Trước đó, ông Biden đã bất ngờ dừng chân tại một nhà hàng ở ngoại ô Detroit, nơi ông phát biểu với thực khách rằng ông dự định hoàn thành công việc và khẳng định tôi hứa với các bạn tôi ổn. Ông Biden đã nhận được sự thúc đẩy khi hai đảng viên đảng Dân Chủ nổi tiếng, dân biểu James Clyburn và thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết hôm 12 tháng 7 rằng ông nên tiếp tục tham gia cuộc đua. Vào chiều 12 tháng 7, Chủ tịch United Auto Workers Schaffen, người trước đây cho biết ông lo lắng về cơ hội của Tổng thống, đã ca ngợi ông Biden vì đã đứng với giai cấp công nhân mà không sử dụng tên của mình. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của ông đang suy yếu ở những nơi khác. Kể từ cuộc tranh luận, ít nhất 19 nhà lập pháp đã kêu gọi ông Biden từ chức để đảng có thể chọn một ứng cử viên khác, cũng như một số nhà tài trợ, ngôi sao Hollywood, các nhóm hoạt động và các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, ông Biden vẫn nhận được sự ủng hộ từ các nhân vật chủ chốt trong đảng. Chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là đến cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Mới đây, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã đề nghị tổng thống Joe Biden trải qua bài kiểm tra nhận thức và cho biết ông sẽ đi cùng đối thủ đảng Dân Chủ. Ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Chuseo Show vào hôm 12 tháng 7 Joe Biden nên làm bài kiểm tra nhận thức ngay lập tức. Tôi sẽ đi cùng ông ấy và làm một bài kiểm tra như vậy. Lần đầu tiên chúng ta sẽ là một đội, cùng làm điều đó vì lợi ích của đất nước. Trong những tuần gần đây, đương kim Tổng thống Joe Biden đã phải đối mặt với sự hoài nghi về tuổi tác, sức khỏe tinh thần và khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong 4 năm nữa ở Nhà Trắng nếu tái đắc cử vào tháng 11. Sau màn tranh luận lép vế trước ông Trump vào tháng trước của ông Biden, ngày càng có nhiều đảng viên đảng Dân Chủ kêu gọi Tổng thống rút lui khỏi cuộc đua. Reuters ngày 12 tháng 7 đưa tin, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành hãng Tesla, tỷ phú Elon Musk đã quyên góp cho America PAC, một tổ chức kín chuyên hoạt động ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump. Con số chính xác không được tiết lộ, song nguồn tin cho biết đây là một khoản tiền rất lớn. Danh sách các nhà tài trợ của PAC dự kiến được công khai vào ngày 15 tháng 7 tới đây. Động thái này làm nổi bật tầm ảnh hưởng của ông trùm công nghệ đứng đầu bằng xếp hạng chỉ số tỷ phú của Bloomberg với tổng giá trị tài sản dòng là 263,6 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, ông Musk luôn tự nhận là cá nhân độc lập về mặt chính trị và tránh xa chính trường. Đầu năm nay, ông cũng từng tuyên bố sẽ không tài trợ cho ứng viên tổng thống nào. Tuy nhiên tin tức gần đây cho biết ông Trump và tỷ phú Musk đã có các cuộc gặp gỡ hiếm hoi. Việc tỷ phú này bơm tiền vào đúng thời điểm ông Trump đã vượt qua đối thủ Đảng dân chủ, tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong việc gây quỹ với sự giúp đỡ của các nhà tài phiệt Phố Wall, lãnh đạo doanh nghiệp giàu có. Mới đây Meta thông báo công ty đã thu hồi một số hạn chế đối với tài khoản cá nhân của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trên hai ứng dụng của công ty này là Facebook và Instagram. Lý giải cho quyết định này, Meta nêu rõ, khi đánh giá trách nhiệm của chúng tôi trong việc cho phép thể hiện quan điểm chính trị, chúng tôi tin rằng người dân Mỹ sẽ cần được lắng nghe ý kiến từ các ứng cử viên tổng thống trên mọi kênh truyền thông cơ bản. Meta đã đình chỉ vô thời hạn các tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump sau khi ông khen ngợi về những người đã xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6 tháng 1 năm 2021. Sau đó, công ty đã khôi phục tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ vào đầu năm 2023, song vẫn thực hiện giám sát các bài đăng của ông Trump, đề phòng những vi phạm các quy định riêng của các nền tảng xã hội. Ông Trump hiện đang tái tranh cử và đối thủ là đương kim Tổng thống Joe Biden. Với quyết định mới, Meta khẳng định các tài khoản của ông Trump không cần chịu giám sát bổ sung. Một số chuyên gia truyền thông xã hội từ lâu đã chỉ trích Meta và các nền tảng khác vì không kiểm duyệt nội dung chính trị, kể cả từ các ứng cử viên chính trị. Gần một tuần sau khi về đầu tại cuộc bầu cử Quốc hội Pháp, các đảng trong Liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới NFP vẫn đang cấp rút chạy đua trong việc chọn một gương mặt đại diện chung. Trong động thái mới nhất, ba trong bốn đảng Liên minh cánh tả là Đảng nước Pháp bất khuất, Đảng sinh thái và Đảng Cộng sản Pháp cho biết, thống nhất ủng hộ bà Hugues Bello, thành viên Đảng Cộng sản Pháp và là đương kim chủ tịch hội đồng vùng lãnh thổ hải ngoại Réunion của Pháp ở Ấn Độ Dương. Trong khi đó, Đảng Xã hội, lực lượng chính trị lớn thứ hai của cánh tả, chưa bày tỏ quan điểm chính thức và vẫn duy trì sự ủng hộ đối với chủ tịch đảng là ông Oliver Faure. Trong khi đó, Tổng thống Macron vẫn chưa có động thái, sẽ xác định người sẽ đứng ra lập chính phủ mới. Các nguồn tin cho biết nhiều khả năng ông Macron sẽ chấp nhận đơn xin từ chức của Thủ tướng Gabriel Attal vào ngày 16 tháng 7 tới. Ông Attal cũng vừa được bầu làm trưởng nhóm các nghị sĩ thuộc đảng phục hưng của Tổng thống Macron tại Quốc hội. Các nhà phân tích địa bàn nhận định, nhiều khả năng Tổng thống Macron muốn chờ đợi kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội để xác định tương quan và cán cân giữa các lực lượng chính trị trước khi xác định Thủ tướng mới đến từ sắc thái chính trị nào do không có liên minh nào chiếm đa số ghế sau cuộc bầu cử vừa qua. Cũng trong ngày 12 tháng 7, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, kinh ngạch thương mại Nga Trung trong 6 tháng đầu năm nay đạt 116,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nước này xuất khẩu hàng hóa trị giá 51,6 tỷ đô la Mỹ vào Nga, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc đạt 65 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 6, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Trong đó Nga xuất khẩu hàng hóa trị giá 10,4 tỷ đô la Mỹ sang Trung Quốc và Nga nhập khẩu hàng hóa trị giá 9,9 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc. Trong khi đó, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 322 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc vào năm ngoái tăng 26,3%, đạt mức kỷ lục 240,11 tỷ đô la Mỹ, vượt xa mục tiêu mà lãnh đạo Nga và Trung Quốc trước đó đã đặt ra là đạt 200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông tin, lưu lượng nước vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 50.000 m3 trên dây lúc 18 giờ chiều ngày 11 tháng 7, đẩy mức nước hồ chứa của đập Tam Hiệp lên 161,1 m, mức cao nhất trong lịch sử tháng 7. Trước đó, mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp đã tới 159,9 m vào ngày 10 tháng 7, cao hơn 15 m so với mức bình thường. Ngày 10 tháng 7, đập Tam Hiệp xả lũ lần đầu tiên trong năm nay. Khi đó, dòng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 31.000 m khối trên dây. Đập Tam Hiệp mở cửa xả lũ nhằm giảm bớt lo ngại về kiểm soát lũ ở thượng nguồn dự án thủy điện lớn nhất thế giới khi mưa dịch chuyển về phía tây dọc theo sông Dương Tử, China Daily thông tin. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, tốc độ xả từ hai cửa xả của đập Tam Hiệp ở Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc, tăng dần từ 27.000 m khối trên dây lên 31.000 m khối trên dây. Dự báo thời tiết ở Trung Quốc nhận định, sẽ có lượng mưa lớn liên tục dọc thượng nguồn sông trong 10 ngày tới và một trận lũ lụt với lưu lượng đỉnh điểm là 45.000 m3 trên dây dự kiến sẽ tràn vào hồ chứa đập Tam Hiệp vào ngày 12 tháng 7 cùng hai đợt nước dâng cao khác dự kiến xảy ra vào giữa tháng 7. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại.